Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Can đây. Và hôm nay chúng ta sẽ học từ học lập trên Stress by Hong Kong nha. Thì trước khi bắt đầu video này thì các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Để hoặc các bạn có thể nhận xét kênh của mình để mà mình có làm thêm đáp ứng yêu cầu các bạn và làm thêm nhiều video mới hơn nha. Giờ bắt đầu nào. Thì đây chỉ là bài đầu tiên của cái phần từ học lập trên Stress. Thì bài hôm nay ấy, chúng ta sẽ học về giới thiệu. Chúng ta mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Stress. Và Stress là gì nha. Thì Stress là gì ấy? Thì tóm tắt một vài ý để trả lời cho câu hỏi Stress là gì. Thì Stress là môi trường lập trình đặc biệt, trong đó việc kéo thẻ có thể lập trình cho máy tính hoặc máy tính bảng. Còn đầu ra của Stress hỗ trợ các công nghệ và ứng dụng mới nhất của công nghệ thông tin ICT như đồ họa, âm thanh, video và vân vân. Do vậy các ứng dụng của Stress rất phong phú, hấp dẫn, nhất là đối với chị nhỏ. Stress là hoàn toàn miễn phí và có thể chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng. Vậy mình chỉ có khi mình làm xong phần mềm ấy thì mình chỉ có thể được chia sẻ cái phần mềm đó, phần mềm chung cho mình được làm được Stress lên cho cộng đồng, rộng rãi trên cộng đồng. Mình có thể tải nó luôn, tải cái phần mềm đó một cách miễn phí cho không cần tiền. Tiếp theo là Stress rất thích hợp để tạo ra các ứng dụng đồ họa hoặc hình, bài học, bài giảng, mô phỏng kiến trúc, chúc trình diễn, lầu xếp điện tử, trò chơi và vân vân, rất phù hợp với nhà trường, giáo viên và học sinh. Giống như là trong Stress ấy, chúng ta sẽ lập trình một cách đơn giản thôi. Nó chỉ việc kéo thẻ thôi. Nó dọc cái đoạn đầu ấy, nó ghi là trong đó việc kéo thẻ có thể lập trình trong máy tính hoặc máy tính bảng. Nơi này mình có thể kéo thẻ khối lên để mà chúng ta làm một cái chương trình như giống như PowerPoint này à. Hoặc có thể làm chương trình robot và vân vân, rất phù hợp. Và cuối cùng là Stress là môi trường tốt nhất để dạy học sinh làm việc với tư duy máy tính, khoa học máy tính ngay từ lứa tuổi tiểu học. Thì Stress này nó sẽ kéo thẻ rất dễ, rồi nó sẽ có đồ họa và cái cách thiết kế của cái phần mềm ngôn ngữ lập trên Stress này chỉ là lắc gieo báo thân thiết, giờ làm thật thiết ơi đối với những đứa tuổi tiểu học cho đến cấp 3, nhiều nhất là tiểu học. Rồi thì vì sao chúng ta cần phải học Stress? Thì chúng ta cần phải học Stress bởi vì thì dựa vào chỉ câu Stress là gì thì mình đã nói với các bạn từ lúc nãy không. Thì ấy, Stress nó là chỉ là một ngôn ngữ lập trình rất là dễ, chỉ cần kéo thẻ và cách thiết kế của nó chỉ lắc quen thuộc với nhiều người từ trẻ đến già, nhất là từ lứa tuổi tiểu học cho đến trung học phổ thông. Rồi vậy thì video ở đây cũng kết thúc rồi. Thì xin chào các bạn và bye bye nha. Thì chúng ta đã học trong bài không à? Bài không. Giờ bài các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh mình để mà mình làm thêm nhiều video mới nữa nha. Thì lần sau mình sẽ làm bài 1, đó chính là tư duy máy tính nha. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.